Lý do khiến châu Phi vẫn còn nghèo đói là vì lịch sử bị cai quản bởi các nước phương Tây, bị rút cạn tài nguyên và bị bắt làm nô lệ. Nhưng chẳng phải các nước châu Á cũng trải qua thời gian dài vì các nước phương Tây đổ hộ đó thôi. Và chẳng phải chế độ nô lệ cũng đã tồn tại lâu đời ở châu Phi hay sao? Trong video mà Spyroom từng đăng tải trước đây, Black Panther đã khiến chúng ta hiểu sai về châu Phi. Tác giả Navy Blue Nerd đã đặt ra những câu hỏi trên để chứng minh rằng sự đi lùi của châu Phi không phải vì khía cạnh lịch sử, mà do đặc thù địa lý và bản tính người dân tại khu vực này. Đối thoại lại, tác giả Nguyễn Huy trong bài viết phản bác một số quan niệm sai lầm về lịch sử châu Phi, cho rằng những quan điểm được đưa ra ở trên là không hề chính xác. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng Spyroom tìm hiểu nha! Bạn lưu ý là để những bạn chưa xem video Black Panther khiến chúng ta hiểu sai về châu Phi vẫn có thể hiểu được video lần này. Spyroom đã mạn phép rút ngắn những nội dung đã đề cập ở video trước, trong khi vẫn đảm bảo ý tưởng chung của tác giả Nguyễn Huy được truyền tải xuyên suốt. Đồng thời, chúng mình cũng đã rút gọn lại nội dung về nô lệ ở Ai Cập và môi trường tự nhiên ở châu Phi để đem đến trải nghiệm xem tập trung hơn nhé. Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân lên châu Phi. Những yếu tố gây ra đói nghèo ở châu Phi đúng là không thể quy chụp hoàn toàn cho chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên, ta cũng không thể xem nhẹ di sản của chủ nghĩa thực dân. Việc các cường quốc thực dân châu Âu khai thác tài nguyên của châu Phi, phá vỡ nền kinh tế địa phương và thực hiện các hệ thống kinh tế khai thác, mà nhà nước tự do Congo là ví dụ điển hình, đã để lại những tác động nặng nề và kéo dài cho các quốc gia trên khắp lục địa này. Bởi vì các ngành công nghiệp khai thác thường tập trung vào xuất khẩu nguyên liệu thô hơn là đầu tư vào sản xuất địa phương hoặc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, những thách thức hậu thuộc địa như bất ổn chính trị, tham nhũng, quản lý yếu kém và xung đột nội bộ cũng đã cản trở tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia châu Phi. Những yếu tố này đã có tác động tiêu cực đến đầu tư, thương mại và ổn định kinh tế tại đây. Khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe hạn chế cũng góp phần khiến tình trạng nghèo đói kéo dài. Phân phối nguồn lực không đồng đều, chênh lệch thu nhập và thiếu đa dạng kinh tế đã làm trầm trọng thêm mức độ nghèo đói ở nhiều nước châu Phi. Vì sao châu Á dù cũng bị thuộc địa nhưng lại phát triển hơn châu Phi? Trước tiên, ta phải hiểu chủ nghĩa thực dân ở châu Á và châu Phi có một số khác biệt về động cơ, phương pháp và kết quả. Cụ thể như sau. 1. Động cơ. Động cơ đằng sau chủ nghĩa thực dân ở châu Á và châu Phi phần lớn được hình thành bởi lợi ích kinh tế và chiến lược của các cường quốc, đế chế châu Âu. Ở châu Á, các cường quốc thực dân châu Âu đã tìm cách thiết lập các tuyến thương mại và tiếp cận các hàng hóa có giá trị như gia vị, trà và lụa. Họ cũng muốn giành lãnh thổ cho các mục đích chiến lược như thiết lập các căn cứ quân sự và đảm bảo các tuyến đường biển đến Đông Á. Ngược lại, động cơ của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi chủ yếu được thúc đẩy bởi việc khai thác tài nguyên thiên nhiên như cao su, kim cương, vàng và các khoáng sản khác. Cái gọi là cuộc tranh giành châu Phi vào cuối thế kỷ 19 cũng bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh chính trị giữa các cường quốc châu Âu. 2. Phương pháp. Các cường quốc thuộc địa sử dụng các phương pháp khác nhau ở châu Á và châu Phi. Ở châu Á, họ thường thiết lập các điểm giao thương, bảo đảm liên minh với giới chức cầm quyền địa phương và dần dần mở rộng quyền kiểm soát của mình thông qua các hiệp ước bất bình đẳng. Điều này cho phép họ phát huy ảnh hưởng kinh tế và dần dần mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ. Tuy nhiên, ở châu Phi, các cường quốc châu Âu đã trực tiếp chinh phục và chiếm đóng quân sự trên quy mô lớn. Họ sử dụng các biện pháp cưỡng chế, bao gồm cả lực lượng vũ trang, để khuất phục sự phản kháng của người dân địa phương và thiết lập chính quyền thuộc địa. 3. Kết quả. Kết quả của chủ nghĩa thực dân ở châu Á và châu Phi cũng rất khác nhau. Ở châu Á, tác động của chủ nghĩa thực dân rất đa dạng ở các khu vực khác nhau. Một số vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Miến Điện và Indonesia đã trải qua sự bóc lột kinh tế và đồng hóa văn hóa đáng kể dưới thời cai trị của thực dân. Tuy nhiên, các nước châu Á cũng chứng kiến các phong trào dân tộc chủ nghĩa nhiệt thành thách thức sự kiểm soát của thực dân và cuối cùng dẫn đến độc lập. Ở châu Phi, chủ nghĩa thực dân có tác động sâu sắc và lâu dài hơn. Các cường quốc châu Âu đã vẽ ra các đường biên giới tùy tiện, bất chấp sự chia rẽ sắc tộc và bộ lạc. Điều này thường góp phần gây ra các cuộc xung đột khu vực sau đó. Chủ nghĩa thực dân ở châu Phi cũng dẫn đến việc khai thác tài nguyên, phá vỡ các cấu trúc xã hội truyền thống và áp đặt các hệ thống văn hóa và chính trị châu Âu. Cụ thể hơn, những gì châu Phi phải gánh chịu vào thời thuộc địa được rút gọn như sau. Thứ nhất, khai thác kinh tế. Các cường quốc thuộc địa sử dụng tài nguyên của châu Phi vì lợi ích của riêng họ, thường khai thác các khoáng sản có giá trị như vàng, kim cương và cao su, đồng thời bóc lột sức lao động của người châu Phi. Điều này dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và cản trở sự phát triển kinh tế bản địa. Thứ hai, chiếm hữu đất đai.
các cường quốc thuộc địa đã thiết lập các chính sách tước đoạt đất đai của tổ tiên người châu Phi. Đất đai thường bị thu hồi và phân phối lại cho những người định cư châu Âu, hoặc được sử dụng để trồng cây công nghiệp, dẫn đến sự di dời và cưỡng ép di dời của các cộng đồng bản địa tới các vùng cằn cỗi và khắc nghiệt hơn. Thứ ba, đánh mất bản sắc văn hóa. Chủ nghĩa thực dân đã đưa vào các chuẩn mực, ngôn ngữ và thể chế văn hóa châu Âu, dẫn đến sự xói mòn các phong tục, ngôn ngữ và hệ thống kiến thức truyền thống của châu Phi. Các tập quán và thể chế bản địa thường bị đàn áp hoặc bị gạt ra ngoài lề để ủng hộ các hệ tư tưởng và hệ thống thuộc địa châu Âu. Thứ tư, thống trị chính trị. Các cường quốc thuộc địa thiết lập quyền kiểm soát chính trị đối với các lãnh thổ châu Phi, thường thông qua cai trị trực tiếp, dẫn đến sự khuất phục các cơ cấu chính trị và lãnh đạo châu Phi. Người châu Phi thường bị từ chối tham gia vào quá trình quản lý, bị từ chối quyền giáo dục và phải đối mặt với sự bóc lột và đàn áp. Phân biệt đối xử trong xã hội. Người châu Phi phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc và định kiến một cách có hệ thống dưới chế độ thuộc địa. Các cường quốc thực dân châu Âu thực thi các chính sách nhằm duy trì hệ thống phân cấp xã hội, vốn thường ưu ái người châu Âu định cư hơn là người châu Phi bản địa và tạo ra sự chia rẽ trong xã hội châu Phi. Thứ sáu, kháng chiến và đấu tranh giành độc lập. Người châu Phi phản ứng trước sự đô hộ của thực dân bằng nhiều hình thức phản kháng, đấu tranh giành độc lập, từ các phong trào vũ trang đến bất tuân dân sự và phản kháng trên mặt trận tri thức. Người châu Phi đã đấu tranh cho quyền lợi, tự do và quyền tự quyết của mình. Một vài phong trào vẫn còn dai dẳng đến ngày nay. Vấn đề về chế độ nô lệ. Đúng là sự chiếm hữu nô lệ không phải là thứ gì đó tới tận lúc người châu Âu xâm chiếm châu Phi mới có. Nhưng vấn đề là có rất nhiều hình thức nô lệ khác nhau tùy từng vùng, từng thời điểm. Và không phải hình thức nào cũng tàn bạo như hình thức phổ biến nhất trong thời kỳ buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Một hình thức nô lệ phổ biến ở châu Phi là chế độ nô lệ trong gia đình, nơi những người dân bị bắt làm nô lệ, trở thành người giúp việc hoặc nhân công, tương tự như người hầu ở châu Á và nông nô ở châu Âu. Một người bị biến thành nô lệ có thể vì bị bắt trong chiến tranh, như một hình thức trừng phạt hoặc vì nợ nần. Những người nô lệ trong nhà thường có cơ hội hòa nhập vào gia đình chủ nhân và đôi khi được cấp một số quyền và đặc quyền nhất định, chẳng hạn như tự mua tự do cho mình, sở hữu đất đai, được học tập. Tuy nhiên, nô lệ vẫn được coi là tài sản của chủ sở hữu và bị hạn chế về quyền tự do. Điều quan trọng cần lưu ý là chế độ nô lệ ở châu Phi không phải là một thể chế đồng nhất và trải nghiệm của các cá nhân bị bắt làm nô lệ rất khác nhau, tùy thuộc vào khu vực và bối cảnh cụ thể. Một số xã hội châu Phi thực hành các hình thức nô lệ kết hợp các yếu tố di chuyển và đồng hóa xã hội, trong khi những xã hội khác duy trì các hệ thống cứng nhắc và áp bức hơn. Việc buôn bán nô lệ ở châu Phi đúng là đã có từ vài thế kỷ trước khi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương diễn ra. Lục địa châu Phi cũng có lịch sử lâu đời về buôn bán nô lệ trong nước, với nhiều khu vực khác nhau tham gia vào việc trao đổi các cá nhân nô lệ. Ví dụ, các thương gia Ả Rập đã tham gia vào hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Sahara, mua và vận chuyển người từ châu Phi cận Sahara đến Bắc Phi và xa hơn nữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện các thương nhân và nhà thám hiểm châu Âu vào thế kỷ 15 đã mang lại những thay đổi đáng kể cho hoạt động buôn bán nô lệ ở châu Phi. Các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã thiết lập mạng lưới thương mại dọc theo bờ biển Tây Phi. Ban đầu là vàng và các hàng hóa khác. Theo thời gian, những thương nhân này bắt đầu tham gia vào việc bắt và bán nô lệ châu Phi để đáp ứng nhu cầu lao động ngày càng tăng của các thuộc địa Bồ Đào Nha. Ban đầu, nhu cầu của người châu Âu về nô lệ châu Phi tương đối khiêm tốn, chủ yếu là lao động ở các đảo Đại Tây Dương và châu Âu. Tuy nhiên, với việc thuộc địa hóa châu Mỹ và việc thành lập các đồn điền đường, nhu cầu về nô lệ châu Phi tăng vọt. Sự thay đổi này đã dẫn đến sự mở rộng quy mô lớn của hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương đạt đến đỉnh điểm vào thế kỷ thứ 18. Hình thức nô lệ này được gọi là chattel. Dưới chế độ nô lệ chattel, các cá nhân nô lệ được coi như tài sản, không có quyền hợp pháp hoặc quyền tự do. Sức lao động của họ chủ yếu bị bóc lột ở các đồn điền và hầm mỏ. Họ cũng phải chịu đựng những điều kiện sống khắc nghiệt và bị đối xử tàn nhẫn. Hoạt động buôn bán khủng khiếp này đã gây ra hậu quả sâu sắc. Các xã hội châu Phi đã trải qua những thiệt hại nặng nề khi các cá nhân, gia đình và cộng đồng bị chia cắt. Việc buôn bán nô lệ góp phần gây ra bất ổn chính trị, gián đoạn kinh tế và sự dịch chuyển xã hội ở nhiều khu vực ở châu Phi. Ngoài ra, nhu cầu về nô lệ đã dẫn đến chiến tranh giữa các nhà nước gia tăng và làm gián đoạn mạng lưới thương mại hiện có ở châu Phi. Tương tự, dù Ai Cập cũng có chế độ nô lệ, nhưng nô lệ chiếm tỷ lệ rất ít trong xã hội Ai Cập. Những người làm nên công trình kim tự tháp Giza hay thung lũng của các vị vua được các nhà khảo cổ và sử học ngày nay cho rằng cũng không phải là nô lệ, mà là những người lao động được trả lương. Bên cạnh đó, sự vĩ đại và phát triển của Ai Cập với tư cách là một nền văn minh không thể chỉ nhờ vào lao động nô lệ. Kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, những tuyệt tác kỹ thuật như kim tự tháp và đền thờ, cùng những đóng góp đáng kể cho nghệ thuật, văn học và khoa học, là kết quả của nỗ lực tập thể của người dân Ai Cập, chứ không phải chỉ của tầng lớp nô lệ.
nguyên nhân khiến châu Phi tụt hậu với thế giới. Bài viết Black Panther khiến chúng ta hiểu sai về châu Phi đã chỉ ra những nguyên nhân về tự nhiên và con người khiến châu Phi bị tụt hậu. Dưới đây, mình sẽ trích lại các lý do ấy và chứng minh rằng chúng hoàn toàn sai lầm. Vì sa mạc Sahara bao phủ hầu hết các nước Bắc Phi, khiến các nỗ lực tiếp xúc với thế giới bên ngoài của các nền văn hóa Hạ Sahara trở nên rất khó khăn. Ý tưởng cho rằng các dân tộc ở châu Phi vùng Hạ Sahara về mặt lịch sử bị cô lập với phần còn lại của thế giới là một quan niệm sai lầm. Trên thực tế, châu Phi vùng Hạ Sahara có lịch sử phong phú về tương tác và kết nối với các khu vực khác. Mạng lưới thương mại, di cư và trao đổi văn hóa đã diễn ra trên khắp châu Phi và giữa châu Phi với các khu vực khác trên thế giới trong nhiều thế kỷ. Thương mại xuyên Sahara là tuyến đường thương mại lịch sử quan trọng kéo dài qua sa mạc Sahara ở châu Phi. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực Bắc Phi, Địa Trung Hải và châu Phi Hạ Sahara từ thời cổ đại đến đầu thời kỳ hiện đại. Mạng lưới thương mại này phát triển vào khoảng thế kỷ thứ tư công nguyên và tồn tại trong nhiều thế kỷ. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, ý tưởng và ảnh hưởng văn hóa giữa các nền văn minh khác nhau. Đáng chú ý, nó kết nối các thành phố và trung tâm thương mại của Bắc Phi, chẳng hạn như Ai Cập với các vương quốc ở vùng Sahel, và cuối cùng vươn tới các đế quốc và quốc gia Tây Phi, bao gồm Ghana, Mali và Songhai. Hàng hóa cơ bản được buôn bán dọc theo tuyến đường Sahara thay đổi theo thời gian. Ban đầu, các mặt hàng như muối, vàng và ngà voi là đối tượng buôn bán chính. Khi mạng lưới mở rộng, các mặt hàng khác như dệt may, gốm sứ, gia vị và nô lệ ngày càng trở nên quan trọng. Sự ra đời của lạc đà vào thế kỷ thứ 3 công nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho những kết nối thương mại đường dài này bằng cách cung cấp một phương tiện vận chuyển rất phù hợp cho việc di chuyển trên sa mạc. Thương mại xuyên Sahara có tác động đáng kể về kinh tế, chính trị và văn hóa. Nó thúc đẩy sự phát triển của các trung tâm thương mại giàu có và tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của các đế quốc hùng mạnh như Ghana và Mali, vốn phát triển mạnh nhờ quyền kiểm soát các tuyến đường thương mại và đánh thuế hàng hóa. Hoạt động buôn bán này cũng dẫn đến trao đổi văn hóa, truyền bá đạo hội ở Tây Phi và sự phát triển của các thành phố thương mại xuyên Sahara như Timbuktu. Tuy nhiên, con đường buôn bán này cũng đầy rẫy những thách thức và nguy hiểm. Việc vượt qua sa mạc Sahara gặp vô số khó khăn, bao gồm nhiệt độ khắc nghiệt, khan hiếm nước và nguy cơ bị cướp bóc. Để giảm thiểu những rủi ro này, nhiều tuyến đường thương mại và điểm dừng của đoàn lữ hành đã được thiết lập, cung cấp các điểm nghỉ ngơi và nơi cấp nước cần thiết. Những tuyến đường này trở thành địa điểm chiến lược cho sự phát triển của các khu định cư và trao đổi văn hóa giữa các dân tộc khác nhau. Nhìn chung, thương mại xuyên Sahara đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình lại lịch sử, nền kinh tế và văn hóa của các khu vực mà nó kết nối, để lại tác động lâu dài đến sự phát triển của toàn châu Phi. Hơn nữa, nhiều đế chế và vương quốc khác nhau đã nổi lên ở các khu vực khác nhau của châu Phi cận Sahara, tham gia vào các mối quan hệ ngoại giao và kết nối với các khu vực lân cận. Các đế quốc Ghana, Mali, Songhai và các thành bang Swahili là những ví dụ về các quốc gia hùng mạnh đóng vai trò tích cực trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, sự lan rộng của các tôn giáo như Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng đưa châu Phi cận Sahara tiếp xúc với các khu vực khác trên thế giới. Đặc biệt, Hồi giáo lan rộng khắp Tây Phi thông qua mạng lưới thương mại và các hoạt động truyền giáo, dẫn đến sự phát triển của các trung tâm học tập và học thuật Hồi giáo lớn. Tóm lại, châu Phi Hạ Sahara có lịch sử phức tạp và năng động về thương mại, trao đổi văn hóa và tương tác với các khu vực khác, chứ không hề làm cô lập châu Phi. Thứ hai, vì khí hậu nhiệt đới ẩm và môi trường rừng rậm khiến các dịch bệnh chết người như sốt rét, mặc sức hoành hành, cùng với những sinh vật làm lây bệnh truyền nhiễm như muỗi hay ruồi cc. Bất chấp những thách thức tự nhiên, châu Phi vẫn được kết nối với thế giới thông qua nhiều phương tiện thương mại, di cư và trao đổi văn hóa trong nhiều thế kỷ. Các nền văn minh châu Phi cổ đại như vương quốc Kush, đế chế Aksumai và đế chế Mali rất hùng mạnh, có ảnh hưởng trong khu vực của họ và có mối liên hệ với các khu vực khác trên thế giới thông qua các tuyến thương mại đã được thiết lập. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù khí hậu và môi trường có thể định hình tiềm năng của nền văn minh, nhưng chúng không quyết định sự thành công hay thất bại của nó. Các yếu tố khác bao gồm cơ cấu chính trị, xã hội, tiến bộ công nghệ, hệ thống kinh tế và giá trị văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quỹ đạo của xã hội loài người. Thứ ba, vì có hàng ngàn bộ tộc và vương quốc lớn nhỏ tồn tại rải rác ở khu vực Hạ Sahara, với ngôn ngữ và nền văn hóa riêng, khiến các bộ tộc sống trong tình trạng cô lập rất lâu, có thể đến cả ngàn năm. Trước thời kỳ thuộc địa, khu vực châu Phi cận Sahara là nơi tập trung nhiều đế chế và nền văn minh hùng mạnh. Một số đế chế đáng chú ý trong khu vực này bao gồm: thứ nhất, vương quốc Kush Nubia. Nền văn minh cổ đại này xuất hiện ở vùng thuộc Sudan ngày nay. Họ thành lập một vương quốc hùng mạnh và kiểm soát các tuyến đường thương mại giữa Trung Phi và Địa Trung Hải.
Vương quốc Kush có mối quan hệ văn hóa và kinh tế chặt chẽ với Ai Cập cổ đại. Thứ hai, đế chế Ghana. Đế quốc Ghana, còn được gọi là Ouagadou, nằm ở khu vực ngày nay là Mali và Mauritania. Đây là một trung tâm thương mại giàu có, do nó kiểm soát các tuyến đường buôn bán vàng và muối sinh lợi xuyên qua sa mạc Sahara. Thứ ba, đế quốc Mali. Sau sự suy tàn của Ghana, đế quốc Mali nổi lên dưới sự lãnh đạo của Soudiana Keita. Đây là một trong những đế chế lớn nhất và giàu có nhất trong lịch sử châu Phi. Mali kiểm soát thương mại xuyên Sahara, đặc biệt là vàng và nổi tiếng về những thành tựu văn hóa, chẳng hạn như thành phố Timbuktu nổi tiếng. Thứ tư, đế quốc Songhai. Mở rộng trên nền tảng do đế quốc Mali đặt ra, đế quốc Songhai nổi lên và trở thành đế chế lớn nhất Tây Phi. Dưới sự cai trị của Askia Muhammad, đế chế phát triển mạnh mẽ và kiểm soát hoạt động thương mại xuyên Sahara, đạt đến đỉnh cao vào thế kỷ thứ 16. Thứ năm, Đại Zimbabwe. Đại Zimbabwe là một thành phố nằm ở Zimbabwe vào ngày nay. Nó phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ 15 công nguyên và từng là thủ đô của vương quốc Zimbabwe. Đại Zimbabwe là một trung tâm thương mại và là trung tâm của một đế chế rộng lớn. Thành phố này nổi tiếng với những bức tường đá to lớn, là minh chứng cho khả năng kiến trúc của người châu Phi. Đó là mình chưa kể đến các đế quốc có ảnh hưởng đến vùng Hạ Sahara hơn những đế chế trên như đế chế Oyo, đế quốc Benin, hồi quốc Sokoto, đế quốc Akan, vương quốc Asumai. Tất cả các thực thể trên cùng với nhiều vương quốc và nền văn minh khác có cấu trúc chính trị, kinh tế và xã hội phức tạp. Họ tham gia vào thương mại quốc tế, xây dựng mạng lưới rộng khắp và thúc đẩy trao đổi văn hóa và trí tuệ trong khu vực. Thứ tư, vì không có một nền văn hóa nào nổi lên để thống nhất tất cả các nền văn hóa dưới một ngôn ngữ để kết nối các dân tộc. Sự xuất hiện của một nền văn hóa thống trị và một ngôn ngữ thống nhất ở khu vực Hạ Sahara đã xảy ra. Một ví dụ đáng chú ý là sự lan rộng của ngôn ngữ và văn hóa Bantu trên hầu hết châu Phi Hạ Sahara. Người Bantu có nguồn gốc từ khu vực biên giới Nigeria-Cameroon ngày nay, dần dần di cư và mở rộng lãnh thổ của họ trong nhiều thiên niên kỷ, mang theo các tập quán nông nghiệp và luyện sắt cũng như ngôn ngữ Bantu của họ. Sự phổ biến ngôn ngữ và văn hóa này đã dẫn đến sự mở rộng của người Bantu, ảnh hưởng và định hình đáng kể đến lịch sử và xã hội của khu vực Hạ Sahara. Thứ năm, vì châu Phi thiếu sự giao thương trao đổi với nhau và với thế giới bên ngoài. Thứ đáng lẽ ra sẽ mang về cho các bộ lạc và vương quốc cổ đại của họ thảo dược từ Trung Đông, tri thức từ Hy Lạp, lụa, giấy và thuốc súng từ Trung Hoa và kỹ thuật đóng tàu của các thương cảng ven địa Trung Hải. Lý do này vừa đúng vừa sai. Bất chấp lịch sử văn hóa và kinh tế đa dạng và phong phú của châu Phi, các tuyến đường thương mại rộng lớn kết nối các khu vực khác nhau trong lục địa này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ vào thời cổ đại. Trong khi Bắc Phi tham gia vào các mạng lưới thương mại như các tuyến thương mại xuyên Sahara, nối địa Trung Hải với vùng Sahel và châu Phi cận Sahara, thì thương mại nội bộ giữa các vương quốc châu Phi khác nhau vẫn còn hạn chế. Việc thiếu đi thương mại nội bộ rộng rãi trong châu Phi đã hạn chế việc trao đổi hàng hóa và kiến thức giữa các khu vực khác nhau của lục địa. Hơn nữa, mối liên hệ của châu Phi với thế giới bên ngoài có phần hạn chế so với các nền văn minh khác cùng thời. Mặc dù họ có một số liên hệ với các thương nhân và nền văn minh bên ngoài, chẳng hạn như người Phoenicia, Hy Lạp và La Mã, những mối liên hệ này không rộng rãi như những mối liên hệ mà các nền văn minh dọc theo địa Trung Hải hoặc con đường tơ lụa đi qua. Do đó, châu Phi có thể đã bỏ lỡ những lợi ích nhất định mà thương mại có thể mang lại, chẳng hạn như việc giới thiệu các loại cây trồng, công nghệ mới hoặc trao đổi văn hóa. Ví dụ, việc du nhập hàng hóa Trung Quốc như lụa, giấy và thuốc súng cùng với kiến thức từ Hy Lạp cổ đại có thể đã ảnh hưởng tiềm tàng đến sự phát triển của xã hội châu Phi theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là châu Phi có mạng lưới thương mại phức tạp của riêng mình, chẳng hạn như mạng lưới thương mại ven biển Swahili, kết nối Đông Phi với bán đảo Ả Rập và thế giới Ấn Độ Dương. Ngoài ra, trong suốt lịch sử, đã có những thời kỳ trao đổi thương mại và văn hóa phát triển mạnh ở các khu vực khác nhau của châu Phi, chẳng hạn như các vương quốc Zimbabwe, vương quốc Congo và đế quốc Songhai ở Tây Phi. Mặc dù châu Phi có thể không có mạng lưới thương mại rộng khắp như các khu vực khác, nhưng điều quan trọng phải thừa nhận là các hệ thống thương mại đa dạng và phức tạp đã tồn tại ở lục địa này. Lịch sử châu Phi được đánh dấu bằng cả thương mại nội địa và ngoại thương, đã góp phần vào sự phát triển văn hóa, xã hội và kinh tế theo thời gian. Thứ sáu, vì khi người Ả Rập đem vàng bạc và đồ mỹ nghệ xuống buôn bán, hoặc khi dân châu Âu tới đây bằng những cánh buồm trắng và súng đạn, thì các bộ lạc Hạ Sahara còn chưa phát triển được chữ viết, chưa bước vào thời kỳ nông nghiệp, chưa chế tạo được kim loại, thậm chí là chưa biết tới bánh xe hay lửa. Yếu tố này cực kỳ sai và mang nặng sự phân biệt chủng tộc. Châu Phi Hạ Sahara đã phát triển các nền văn minh và văn hóa vào thời điểm người Ả Rập và châu Âu đến khu vực này. Mặc dù sự thật là các hệ thống chữ viết như chữ tượng hình hoặc chữ hình nêm không được áp dụng rộng rãi, nhưng nhiều hình thức giao tiếp khác nhau, bao gồm cả truyền thống truyền miệng và hệ thống biểu tượng,
vẫn được sử dụng phổ biến ở các xã hội châu Phi. Hơn nữa, nền công nghiệp tự cung tự cấp đã được thực hiện rộng rãi và nông dân đã trồng các loại cây như cây kê, lúa miến, khoai mỡ và đậu đũa. Ngoài ra, họ còn tham gia chăn nuôi gia súc như cừu và dê. Về sản xuất kim loại, khu vực châu Phi Hạ Sahara có lịch sử lâu đời về gia công kim loại. Kỹ thuật luyện sắt đã được biết đến và sử dụng ở nhiều vùng khác nhau, có niên đại ít nhất là 1.000 năm trước công nguyên. Những người thợ rèn lành nghề đã chế tạo ra các công cụ, vũ khí và đồ trang trí bằng cách sử dụng những kỹ thuật này. Về bánh xe, đúng là các phương tiện có bánh xe không phổ biến ở châu Phi, Hạ Sahara do các yếu tố địa lý và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, giống như người Inca và Aztec, các phương tiện vận chuyển thay thế, chẳng hạn như sử dụng động vật hoặc nhân công hoặc vận chuyển đường thủy, thường được sử dụng. Tóm lại, khu vực châu Phi Hạ Sahara đã có các tập quán nông nghiệp lâu đời, kỹ thuật gia công kim loại phức tạp và các phương thức liên lạc trước khi có sự xuất hiện của các thương nhân và thực dân bên ngoài. Điều quan trọng là phải nhận ra các xã hội đa dạng và tiên tiến đã tồn tại ở châu Phi trước thời kỳ thăm dò và thuộc địa hóa của châu Âu. Vì sao sự thuộc địa hóa xảy ra? Vậy vì sao châu Phi lại bị đô hộ bất chấp những tiến bộ mà họ đạt được? Vấn đề về sự thuộc địa hóa của châu Phi là một vấn đề phức tạp và dài dòng, nhưng mình sẽ cố gắng để nói gọn nhất có thể. Quá trình thuộc địa hóa châu Phi của châu Âu không thể đơn giản hóa thành một yếu tố duy nhất, vì đây là một quá trình phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố lịch sử, chính trị, kinh tế và công nghệ. Dưới đây là một số lý do chính góp phần giúp châu Âu tương đối dễ dàng trong việc xâm chiếm châu Phi. Thứ nhất, ưu việt về công nghệ. Trong khoảng thời gian khi các cường quốc châu Âu đang xâm chiếm châu Phi, họ có vũ khí, công nghệ hải quân và hệ thống giao thông tiên tiến vượt trội hơn nhiều so với những gì xã hội châu Phi sở hữu. Tiến bộ công nghệ này đã mang lại cho người châu Âu ưu thế đáng kể trong các cuộc xung đột quân sự, giúp họ chinh phục và kiểm soát các lãnh thổ châu Phi. Thứ hai, động cơ kinh tế. Quá trình thực dân hóa của người châu Âu ở châu Phi chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi ích kinh tế. Cuộc cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy nhu cầu về nguyên liệu thô. Điều này khiến nguồn tài nguyên khổng lồ của châu Phi, bao gồm khoáng sản, kim loại quý và nông sản, mang lại cơ hội sinh lời cho các cường quốc châu Âu. Bên cạnh đó, mong muốn có thị trường mới để bán hàng hóa, sản xuất cũng ảnh hưởng phần nào đến quá trình thực dân hóa. Thứ ba, cạnh tranh địa chính trị. Trong suốt thế kỷ thứ 19, các cường quốc châu Âu đã tham gia vào các cuộc cạnh tranh địa chính trị căng thẳng. Cuộc chiến tranh giành châu Phi được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh giữa các quốc gia châu Âu nhằm thiết lập thuộc địa và mở rộng lãnh thổ nhằm giành được lợi thế kinh tế và chỗ đứng chiến lược. Sự cạnh tranh này đã góp phần khiến quá trình thuộc địa hóa diễn ra nhanh chóng hơn. Thứ tư, các quốc gia châu Phi bị suy yếu. Đến thế kỷ thứ 19, nhiều xã hội châu Phi phải đối mặt với sự chia rẽ nội bộ, cơ cấu chính trị suy yếu như một hậu quả của nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Điều này khiến họ dễ bị tổn thương trước áp lực bên ngoài và sự can thiệp từ các cường quốc châu Âu, vốn lợi dụng những động lực bên trong này để khẳng định quyền kiểm soát của mình. Thứ năm, chính sách chia để trị. Thực dân châu Âu thường xuyên sử dụng chiến lược chia để trị nhằm lợi dụng những căng thẳng khu vực mà sắc tộc hiện có ở châu Phi, bằng cách thao túng các lãnh đạo địa phương, khiến các nhóm chống lại nhau và tạo dựng liên minh với các phe phái nhất định. Các cường quốc châu Âu đã có thể củng cố và duy trì quyền kiểm soát trên các vùng lãnh thổ rộng lớn. Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình thuộc địa hóa ở châu Phi không phải là một quá trình thống trị người châu Âu một chiều. Người dân châu Phi cũng thường chống lại sự thuộc địa hóa một cách quyết liệt thông qua nhiều hình thức phản kháng và đấu tranh khác nhau. Ta cần tiếp cận với ý tưởng rằng châu Phi nghèo vì môi trường và con người một cách thận trọng và nhạy cảm nhất có thể, vì nó cũng góp phần duy trì những định kiến phân biệt chủng tộc, đồng thời đơn giản hóa quá mức các động lực lịch sử và xã hội phức tạp ảnh hưởng đến châu Phi. Tình hình kinh tế của châu Phi bị tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm di sản lịch sử của thời thuộc địa, khai thác tài nguyên không hợp lý, bất ổn chính trị, động lực thương mại toàn cầu và bất bình đẳng kinh tế xã hội. Chủ nghĩa thực dân đã tác động sâu sắc đến quỹ đạo phát triển và kinh tế của châu Phi. Các cường quốc châu Âu, thông qua các hoạt động bóc lột, đã khai thác và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của châu Phi, trong khi bỏ qua việc phát triển cơ sở hạ tầng địa phương và đầu tư vốn nhân lực. Di sản của chủ nghĩa thực dân bao gồm các ranh giới áp đặt, mô hình khai thác tài nguyên cạn kiệt và sự mất cân bằng quyền lực vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến khắp lục địa này. Hơn nữa, châu Phi đã phải đối mặt với những thách thức như bất ổn chính trị, tham nhũng và xung đột, làm cản trở tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nhiều khu vực khác nhau đã trải qua các cuộc nội chiến, căng thẳng sắc tộc và các chế độ độc tài, làm gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với các cấu trúc kinh tế và xã hội. Cuối cùng, ta phải thừa nhận rằng lịch sử và tình hình hiện tại của châu Phi rất đa dạng và phức tạp. Nhiều quốc gia trên lục địa này đang nỗ lực hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế,
khai thác nguồn lực và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục và tinh thần kinh doanh. Điều quan trọng là phải tránh những khái quát hóa, quy kết không chính xác tình trạng nghèo đói của châu Phi là do môi trường và con người ở đây. Thay vào đó, ta cần thừa nhận các yếu tố nhiều mặt đã định hình thực tế kinh tế của châu Phi. Vậy là chúng mình đã xem hết video rồi. Nếu bạn có quan điểm đa chiều hơn về chủ đề này, bạn có thể xem lại video Black Panther khiến chúng ta hiểu sai về châu Phi nữa nhé. Bạn thấy sao về những luận điểm mà tác giả chỉ ra? Bạn nghĩ rằng lý do châu Phi vẫn nghèo đói và lạc hậu cho đến ngày nay là gì? Có quan điểm nào khác về châu Phi mà bạn muốn thảo luận thêm hay không? Chia sẻ cùng Spy Room ở phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!